Tên của chú gấu này có thể xoay gậy hàng giờ liền. Tôi chả biết trời gần đây nóng lên có tác động gì không, nhưng chú ta đang rất hứng khởi đấy. Thật ra 6 năm trước, chú gấu Claude đã mê say chơi đùa với những chiếc gậy như vậy khi được đưa đến vườn thú Asa tại Hiroshima, Nhật Bản. Nguyên nhân chúng ta được đưa đến đây là gấu mẹ bị sập bẫy và chết trong rừng gần Hiroshima. Mặc dù đã bỏ món gậy gộc vài năm sau đó, nhưng nay gấu ta vẫn không hề quên nó. Và khi chúng ta thực hiện lại động tác, khách tham quan có cảm giác chúng ta đang luyện tập công phu vậy. Vườn thú Asa đã chuẩn bị 15 cây gậy để Claude chơi đùa thỏa thích. Mỗi cái dài khoảng 1,5 m và nặng khoảng 4 kg. Và cứ như vậy, chú gấu tiếp tục làm ngạc nhiên hết người này đến người khác mỗi khi họ ghé thăm vườn thú Asa. Quý vị vừa theo dõi xong bản tin thế giới trên kênh 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Trường Hải Quốc hân hạnh tài trợ chương trình này. Chia sẻ ước mơ cùng Việt Nam, chúng tôi sẽ trở thành người bạn tốt nhất hơn là trở thành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Luôn song hành cùng Việt Nam, Cung Hô Asiana. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này thì ở những giây phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi rất muốn được gửi đến quý vị những thông tin về lịch sử của mảnh đất này, nơi mà có gia đình của nhân vật chúng ta đang sinh sống. Xin được giới thiệu đến quý vị, đây là ông Nguyễn Thái Bình, bí thư đảng ủy của xã Phước Thạnh. Ông sẽ cho khán giả biết thông tin về mảnh đất anh hùng này. Hôm nay là chương trình đến miền đất của xã Phước Thạnh, là một trong những cái vùng đất mà căn cứ cách mạng trước đây. Dạ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì trên mảnh đất này có những cái trận càn quét rất là ác liệt của giặc Pháp và Mỹ. Dạ. Trong đó thì cái tinh thần phải nói là bộc khởi của nhân dân ở trên đất này thì thể hiện cái tính truyền thống cách mạng rất là lớn. Dạ. Qua đó thì phải có rất nhiều đồng bào chiến sĩ đã hy sinh. Chính như vậy thì qua sau khi hòa bình thì năm 1978 thì Phước Thạnh là một trong 3 xã của huyện được công nhận xã anh hùng đầu tiên. Đầu tiên và đồng thời thì sau quá trình từ hòa bình đến nay thì nhân dân và đảng bộ cũng phấn đấu để mà vươn lên. Dạ. Tuy nhiên thì có thể biết rằng là do là chiến tranh để lại mà cho nên hậu quả chiến tranh rất là lớn. Người nghèo của xã Phước Thạnh còn rất nhiều. Trong đó thì thực hiện chính sách của đảng nhà nước thì cũng chăm lo, nhưng mà điều kiện khả năng của địa phương thì cũng có hạn. Dạ. Cho nên thì cũng còn những cái hộ chính sách và nghèo thì cũng cần phải sự giúp đỡ. Dạ. Chẳng hạn thì chúng ta thấy là một số hộ chính sách như là hôm nay thì chúng ta thấy cũng còn rất nhiều. Thì rất may là hôm nay có chương trình của căn nhà mới ước đến và địa phương cái mảnh đất nghèo của vùng đất anh hùng nhưng mà hiện nay cũng còn nghèo, thì đây cũng là phải nói là cái niềm vui đến với xã và của nhân dân để tạo điều kiện cho nhân dân của xã là một số đồng bào có được cái căn nhà rất là phải nói là khang trang để có lại. Dạ. Thật sự thì là khi chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước đến với vùng đất này và với những cái điều kiện mà như anh vừa nói trong lịch sử, trong quá khứ, thì đây quả thật là những cái giá trị rất là quý báu cho từng thành viên cũng như là cho chính
đoàn của chúng tôi khi mà thực hiện chương trình ở đây. Và hy vọng là trong chương trình này quý vị khán giả sẽ được gặp gỡ những nhân vật mà mang đến cho chúng ta những cảm giác, những cái tình cảm thật là đẹp đẽ, thật là thú vị. Bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn cho Đỗ Thụy cùng với khán giả đến gặp nhân vật. Dạ, xin mời. Vomina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Vinamilk Pro V, sữa chua với hàm tỷ men sống, giúp hệ tiêu hóa khỏe khoắn tự nhiên từ bên trong, do đó mang đến vẻ tươi xinh rạng rỡ bên ngoài. Vinamilk Pro V. Xem kìa, ít béo, hương thanh, vị thật đậm đà, sợi mì dai vàng sáng tự nhiên. Hello, đẳng cấp của tô mì ngon. Chuyển cho con chưa sữa nha. Deep sour, OC Deep Wash, hàng than siêu nhỏ tốt lại làn da được sạch được sáng, thật vậy than đen tốt sáng. OC cùng bước vào kỷ nguyên mới của Head and Shoulders, loại sạch gầu và giúp da đầu hồi phục hoàn toàn, hiệu quả được trung tâm kiểm nghiệm Hoa Kỳ chứng nhận. Kỷ nguyên mới của Head and Shoulders nay đã có gói nhỏ 500 đồng. Chẳng phải riêng mình mà ngay càng nhiều bạn gái cũng yêu Olay Tutu Effect. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Mình để ý ngay khi biết các chuyên gia về da cũng khuyên dùng Olay Tutu Effect. Mình thường đi spa dưỡng da vì nó giúp mình xóa bớt nếp nhăn và vết nám. Với Olay Tutu Effect, mình không cần đến xịn mà vẫn có được hiệu quả dưỡng da như mong muốn. Còn gì thích hơn? Thật là tuyệt vời, cứ như là mình được chăm sóc da chuyên nghiệp mỗi ngày. Olay, thêm yêu làm da bạn. Mỗi khi tóc ướt, mình luôn lo lắng vì khi đó tóc mình yếu và dễ gãy nhất. Nhưng giờ thì điều đó đã thay đổi với Pantene mới. Công thức Pro Vitamin độc đáo kích hoạt trong nước giúp tăng cường hấp thu các dưỡng chất ngăn tóc rụng một cách hiệu quả ngay cả khi tóc ướt. Feel the rain on your skin. Giờ thì nắng hay mưa, mình cũng cảm thấy không thể bị bẻ gãy. Tỏa sáng vì bạn tin vào chính mình. Pantene. Quý động cuộc sống với điện thoại nghe nhạc Samsung. Với điện thoại nghe nhạc Samsung, Vi tự tin thể hiện chính mình. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các bạn hãy nhớ, miễn dịch, sức khỏe, để nên thành công. Milex với hệ Prolex vượt trội kết hợp từ probiotic ABC cho bé hệ miễn dịch tự nhiên khỏe mạnh, giúp chống lại các vi khuẩn gây bệnh. Cùng Milex khám phá Hồng Kông, khuấy động thế giới cổ tích. Mua Milex cho bé ngay hôm nay để cả nhà cùng bay vào thế giới thần tiên đầy màu sắc vui nhộn. 15 chuyến du lịch Hồng Kông và nhiều quà tặng bổ ích đang chờ bé. Milex tăng cường miễn dịch từ bên trong. Uống Pepsi, nhắn tin mã số dưới nắp chai để trúng một cặp điện thoại Sony Ericsson lắc tay đổi nhạc mỗi giờ. Tôi đã từng đi qua bao miền hoang vắng đáng sợ, và tôi đã từng đi qua bao miền cát trắng. Cô tìm nhà lâu không? Hơi lâu.